Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Liên đoàn Lao động thành phố vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phố Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân về cải cách hành chính năm 2021. Đây là thành quả từ sự nỗ lực quyết tâm cao của thành phố với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong suốt thời gian qua. Hải Phòng sao mai năm nay đã trở lại trong mùa hè này với vòng sơ tuyển vừa diễn ra tại sân khấu S3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã trực tiếp đối thoại, trả lời 14 câu hỏi liên quan đến những vấn đề như khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch Covid-19. Bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp, đất đai và cơ chế để nông dân, hợp tác xã được giao đất lâu dài, chuỗi liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp, tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các giải pháp để ly nông nhưng không ly hương. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định nông nghiệp là thế mạnh của đất nước và còn nhiều tiềm năng dư địa phát triển. Do đó cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thủ tướng nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó các cấp ngành chính quyền địa phương cần nâng cao vai trò vị thế, năng lực làm chủ của người nông dân, theo hướng tri thức hóa nông dân để làm chủ công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và có thể làm giàu từ nông nghiệp. Các bộ ngành, cơ quan trung ương, Hội Nông dân Việt Nam và chính quyền các cấp cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nắm chắc thực tiễn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người nông dân, nhất là những vấn đề nảy sinh, bức xúc để có giải pháp phù hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối thoại với nông dân vào giữa hai kỳ đối thoại của Thủ tướng để phân cấp, giải quyết các vấn đề liên quan kịp thời, phù hợp với địa phương. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhất, biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi tiêu biểu năm 2021. Tới dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ghi nhận đánh giá cao những kết quả, đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động thành phố. Trong thời gian tới, các cấp công đoàn quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, chủ động nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở, chủ thể là công nhân lao động, đưa phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trở thành mũi nhọn đột phá, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động thành phố cần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín, quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức công đoàn theo tinh thần nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức biểu dương 100 đoàn viên tiêu biểu, trong đó 50 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. 50 đoàn viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen lao động giỏi năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp mặt thân mật nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đến dự. Qua 2 năm chống chọi với dịch Covid-19, mọi người mới có dịp gặp nhau để cùng chia sẻ, ôn lại những câu chuyện trong giai đoạn khó khăn vừa qua, cũng như những kết quả mà những người con xa quê Hải Phòng đã đạt được trên quê hương thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh.
Đến chung vui cùng Hội đồng Hương Hải Phòng, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ những tình cảm, câu chuyện gần gũi, chân tình của cá nhân đồng chí với mảnh đất và con người Hải Phòng sau hơn một năm gắn bó với nơi đây. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thông báo một số thành tựu phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2022, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ phát triển thành phố trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đồng chí Trần Lưu Quang đã trao tặng lãng hoa tươi thắm và phần quà trị giá 500 triệu đồng cho Hội đồng Hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, hai tập thể và 23 cá nhân thuộc Hội đồng Hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì đã có thành tích hỗ trợ các gia đình người Hải Phòng gặp khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch vừa qua. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 5 vừa qua, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chính thức công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Với kết quả đạt 91,8%, thành phố Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân về cải cách hành chính năm 2021 trên tổng số 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả này là trái ngọt từ sự nỗ lực quyết tâm cao của thành phố, coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu điểm hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn bứt phá về cải cách hành chính của thành phố trong năm qua với bình luận của biên tập viên Hải Hà. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Lai và chị Hồng Nhung. Xin kính chào quý vị. Năm 2021 quả là một năm gặt hái nhiều thành công của thành phố với liên tiếp những dấu ấn đáng ghi nhận. Không chỉ lần đầu tiên giành được vị trí quán quân trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, Hải Phòng còn giữ vị trí thứ hai về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, vươn lên vị trí á quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Đây là những thành quả minh chứng cho nỗ lực của các cấp ngành thành phố để từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Nhìn vào chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Hải Phòng với kết quả đạt 91,8%, các chỉ số thành phần như cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công của Hải Phòng đều thuộc top đầu, có điểm số cao hơn 90%. So với năm trước, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Hải Phòng tăng 1,29% và đây là năm thứ tư liên tục tăng bậc. Kết quả tổng hợp của 9 trên 10 kỳ đánh giá liên tiếp từ năm 2013 đến năm 2021, Hải Phòng đều nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính. Điều này khẳng định nỗ lực và cuộc không ngừng của các cấp chính quyền thành phố trong việc duy trì cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử và nâng cao chất lượng công vụ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức các cấp là nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra. Cải thiện xếp hạng, giữ vững vị trí trong nhóm đầu cả nước về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số quản trị và hành chính công qua hàng năm trở thành nội dung trọng tâm bắt buộc với cả hệ thống bộ máy chính trị toàn thành phố trong thực thi công vụ. Đây cũng là sự cam kết đồng hành để xây dựng một chính quyền phục vụ do nhân dân, vì nhân dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả đối với người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Năm 2021, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng đều tất cả các nội dung cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với trước, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đã tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, gia nhập thị trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 1, đơn vị tiêu biểu của thành phố trong đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường mạng. Hoạt động trong lĩnh vực vận tải, công ty cổ phần giao nhận vận tải B-Logistics hàng ngày phải thực hiện rất nhiều thủ tục liên quan tới thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, các quy trình đều được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nên công ty không cần cử người đến trụ sở hải quan để làm thủ tục. Chúng tôi nhận thấy rằng là hải quan điện tử đã mang lại rất nhiều lợi cho doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp chúng tôi có thể chủ động việc khai báo hải quan từ xa, từ bất cứ thiết bị thông minh nào. Chỉ cần kết nối Internet thì có thể truyền tải tờ khai, lấy kết quả phân luồng, từ đó thì có thể là sắp xếp kế hoạch vận tải, tiết kiệm thời gian chi phí lưu công lưu bãi cho doanh nghiệp và cái phần kế hoạch sắp xếp kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng được nhanh chóng thuận lợi hơn. Từ mối quan hệ đối tượng quản lý, Cục Hải quan Hải Phòng đã chuyển sang thành đối tác, đồng hành và tin cậy với cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm 2022 cũng như là về sau này thì bản thân ngành hải quan chúng tôi cũng sẽ đơn giản hóa cái thủ tục, làm sao để cho cái việc
làm thủ tục hải quan nó được đơn giản nhất nhưng vẫn đảm bảo được cái yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan. Chúng tôi sẽ áp dụng cái kỹ thuật quản lý rủi ro cũng như là áp dụng các cái công cụ kỹ thuật để kiểm tra như là máy soi controller, như là camera giám sát để làm sao hạn chế cái việc giám sát trực tiếp của cán bộ công chức hải quan. Công chức hải quan chủ động liên hệ khi hồ sơ của doanh nghiệp có vướng mắc, tối giản các thủ tục hành chính, khuyến khích thực hiện thủ tục hải quan trên môi trường điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp thông quan nhanh nhất. Cục Hải quan Hải Phòng đang triển khai hải quan số, hải quan thông minh. Cái mô hình hải quan số, hải quan thông minh thì sử dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật của công nghệ 4.0, từ sự trí tuệ nhân tạo, sử dụng chuỗi khối, rồi sử dụng công nghệ big data để tiến tới với mục tiêu là quản lý biên giới thông minh, xử lý thông tin thông minh, rồi là hệ sinh thái, rồi chuỗi sinh thái số và tiến tới phục vụ các dịch vụ tối ưu. Đến thời điểm này đã có 209 trên 215 thủ tục hành chính được Cục Hải quan Hải Phòng triển khai trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của ngành hải quan tập trung 6 nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực hiện chuyển đổi số. Năm 2021, chỉ số về sự hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 93,38%. Không giấy tờ, không cần thông qua cán bộ công chức và thậm chí là không cần đến tận nơi. Đó là những lợi ích người dân đang và sẽ được thụ hưởng từ một nền hành chính hiện đại, liên thông được thành phố nỗ lực tạo dựng trong suốt nhiều năm qua. Hiện đại hóa nền hành chính hướng tới xây dựng chính quyền điện tử cũng được coi là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của thành phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Hồng Bàng, đơn vị dẫn đầu thành phố về kết quả đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ hành chính trong năm qua. Tại bộ phận một cửa quận Hồng Bàng, người dân có thể trực tiếp tra cứu thông tin, danh mục thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử quận thông qua các máy tra cứu nhanh. Hiện quận cung cấp 165 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số 255 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 65%. Hiện nay là có cái máy móc và hướng dẫn để tra cứu thông tin thì rất là thuận tiện. Cái trang thiết bị của quận trong thời gian vừa qua đấy thì đã được trang thiết bị bằng máy móc, tivi, máy tính rất là tốt để phục vụ hài lòng cho người dân. Thái độ phục vụ của cán bộ công nhân viên chức của quận là một bộ phận một cửa rất là niềm nở. Tôi đến làm cái thủ tục là trích lục giấy khai sinh, bản sao giấy khai sinh ấy, thì là trước đây là cán bộ là phải tra cứu trên giấy, nhưng mà nay thì đã tra cứu trực tiếp trên mạng cho kết quả rất là nhanh. Cái việc hiện đại hóa là giúp cho người dân là rút ngắn được cái thời gian đi làm thủ tục nhanh gọn. Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của quận Hồng Bàng tiếp tục đạt cao 89,55 điểm, giữ vị trí thứ 3 khối quận và dẫn đầu thành phố về kết quả đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại không ngừng được đầu tư nâng cấp. Tiên phong triển khai phòng họp không giấy tờ và thành lập trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC là những bước đi khẳng định quyết tâm của quận Hồng Bàng nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, liên thông, phát triển chính quyền điện tử. Chúng tôi cũng đã tăng cường xây dựng các cái cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa và nâng cấp lên, người dân sẽ được sử dụng được những cái phần mềm, được các cái app để có thể tương tác mà không cần phải đến các cái cơ quan hành chính, đảm bảo người dân được tiếp cận với cái dịch vụ công trên cơ sở là dễ hiểu, thủ tục phải nhanh gọn và có tính cam kết cao. Ghi nhận, phân tích, phản hồi thông tin trực tuyến và ở mọi thời điểm, Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận Hồng Bàng khi hoàn thiện hứa hẹn mở ra những đột phá mới trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền quận. Chuyển đổi số sẽ là một trong những trụ cột quan trọng để các địa phương sớm tới đích trên lộ trình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại. Vâng, thưa quý vị,
Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính là những gì mà người dân doanh nghiệp có thể cảm nhận rõ nhất sự thay đổi khi thực hiện thủ tục hành chính tại các địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố trong năm qua. Tuy nhiên, đó mới chỉ là 2 trong số 8 chỉ số thành phần trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính. Việc Hải Phòng lần đầu vươn lên ngôi vị quán quân còn được tạo nên bởi sự đổi mới quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy để xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường ngay sau khi kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 được công bố. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự. Năm 2021 là năm đầu tiên thành phố Hải Phòng giành được vị trí quán quân trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Và ông đánh giá như thế nào về kết quả này? Nhất là năm 2021 cũng là năm đầu tiên chúng ta thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết của chính phủ. Có thể nói là năm 2021 thì Hải Phòng đã đạt được kết quả rất là tốt về cải cách hành chính. Những cái điểm xét hạng về cách hành chính của Hải Phòng đạt tới 91,38%, thì đây là một điểm rất là cao. Lần đầu tiên Hải Phòng vươn lên ở vị trí đứng đầu trong cái bảng xếp hạng về cải cách hành chính trên toàn quốc. Thế nhưng cũng có thể nói là đây là kết quả của cả một cái chặng đường rất là dài. Bởi vì theo thống kê của chúng tôi thì trong vòng 9 năm vừa qua thì Hải Phòng liên tục là đứng ở trong top 5. Và cái việc mà Hải Phòng vươn lên thứ nhất này nó là kết quả của cả một chặng đường phấn đấu dài và liên tục đổi mới, liên tục cải cách. Cái việc mà đứng hạng nhất về xếp hạng cải cách hành chính thì là một cái nguồn động viên rất là lớn cho đảng bộ, chính quyền và người dân của Hải Phòng để tiếp tục cái chặng đường. Đặc biệt là đây là năm đầu tiên trong cái giai đoạn thực hiện cái tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. Vâng, và trong 8 chỉ số thành phần của cải cách hành chính thì ông đặc biệt ấn tượng với chỉ số nào trong những chỉ số này ạ? Hải Phòng thì đã kiên quyết, đã quyết tâm và đã rất là sáng tạo liên tục trong cả một chặng đường dài và thực hiện rất là nhiều các cái giải pháp cải cách khác nhau. Nên trong đó thì đặc biệt ấn tượng ở mấy cái chỉ số thành phần. Thứ nhất là về kết quả chỉ đạo điều hành thì có thể nói là cái điểm số mà 98% là đã thể hiện rất là rõ là cái hiệu quả của cải cách trong chỉ đạo điều hành của thành phố. Đặc biệt là trong năm 2021 là giai đoạn mà dịch bệnh bùng nổ thì cần hơn hết cái sự chỉ đạo điều hành thống nhất của thành phố, và thành phố Hải Phòng đã có rất là nhiều sáng tạo trong cái giai đoạn này, vừa là kiên quyết trong các cái công tác phòng chống dịch bệnh chỉ đạo tốt nhưng đồng thời là tháo gỡ các khó khăn và luôn luôn là đưa ra các cái giải pháp, các cái sáng tạo để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời là đưa ra được các cái kịch bản để có thể tăng trưởng kinh tế và phục hồi kinh tế ngay trong những các cái giai đoạn mà căng thẳng nhất của dịch bệnh. Tùy theo cấp độ của dịch bệnh thì Hải Phòng đã có những các cái chỉ đạo khác nhau để tháo gỡ được cho các cái khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trong lúc mà dịch bệnh hoành hành như vậy thì hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ngừng trệ. Thế và dẫn đến là kết quả tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng trong năm 2021 là tăng trưởng GDP là đạt 12,38%, là đứng đầu toàn quốc. Thu hút FDI cũng là đứng đầu toàn quốc và rất là nhiều các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội khác là đứng đầu toàn quốc. Hải Phòng cũng đã có những sáng kiến, ví dụ như là giảm cuộc họp nhưng mà lại tăng các cái hoạt động và chỉ đạo trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thành lập các cái đoàn công tác để giải quyết các cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Hay là đã trong năm 2021 lần đầu tiên đã xếp hạng về cái sự cạnh tranh trong cái cải cách của các sở ngành và quận huyện, để ra cái bộ chỉ tiêu DDCI để đánh giá cái năng lực cạnh tranh của các sở ngành quận huyện. Thì đấy là những cái yếu tố đã tạo nên được cái sự đổi mới, cải cách trong cái hoạt động của bộ máy chính quyền. Cái yếu tố thứ hai ấy là có thể nói là cái đổi mới tổ chức bộ máy. Thì Hải Phòng là một đơn vị mà có thể nói là rất là quyết tâm và đi đầu trong cả nước trong cái việc mà tổ chức lại, cải tổ bộ máy. Trong vòng 5 năm vừa qua thì Hải Phòng đã giảm được 103 đầu mối, sắp xếp lại các cái đơn vị để tinh gọn hơn, hiệu quả hơn trong hoạt động. Và có thể nói là cái chỉ tiêu là đã đạt được là hơn 10% tinh giản bộ máy, tức là vượt so với chỉ tiêu của nghị quyết 19 đặt ra. Tức là nghị quyết 19 đặt ra trong vòng 10 năm thì Hải Phòng trong 5 năm thì đã đạt vượt cái chỉ tiêu đó. Cái thứ ba là về cái cải cách thủ tục hành chính. Thì
Trong năm 2021 thì Hải Phòng đã đưa tất cả các cái dịch vụ công, các thủ tục hành chính mà có thể đưa được lên cấp 3, cấp 4 là đưa lên cung cấp trên trực tuyến. Thế và đẩy rất là mạnh cái hoạt động này. Cái điều đó thì nó dẫn đến là cái mức, cái sự hài lòng của người dân đối với cả các cái thủ tục hành chính của Hải Phòng là rất cao, đạt được là 93,8%. Thế là một chỉ tiêu rất là cao. Vâng, nhìn vào kết quả tổng thể thì có thể thấy 2021 thì các địa phương đều có sự bứt phá mạnh mẽ về thứ hạng trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính và cái sự chênh lệch về điểm số giữa các địa phương cũng rất là sát nhau. Vậy ông đánh giá như thế nào về những thách thức thành phố Hải Phòng phải đối mặt trong thời gian tới để giữ vững thứ hạng của mình ạ? Đúng là giữ vững thứ hạng là một cái thách thức không hề nhỏ, đặc biệt là trong cái giai đoạn này là giai đoạn mà tất cả các tỉnh thành, các địa phương ở trên toàn quốc là đều rất là nỗ lực cố gắng. Cái kết quả cải cách hành chính năm vừa rồi cũng cho thấy điều đó, tức là cái sự cạnh tranh, sự nỗ lực phấn đấu của các địa phương luôn luôn là bám đuổi sát nút nhau. Do đó thì cái việc mà Hải Phòng lên hạng nhất thì nó cũng tạo ra một cái sức ép không hề nhỏ đối với Hải Phòng trong cái việc là giữ vững được cái vị thế này. Chúng tôi thì cũng nghĩ rằng là Hải Phòng thì đang có rất là nhiều tiềm năng trong cải cách và tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn những các cái cải cách của Hải Phòng thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ giữ được cái thứ hạng trong top đầu. Đấy, tuy nhiên để mà tiếp tục phát huy được và phát huy mạnh hơn nữa thì Hải Phòng trong thời gian tới theo tôi thì sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến cái cải cách trong chính phủ điện tử và chính phủ số, chuyển đổi số. Thì thông qua các cái công nghệ số, thông qua cái việc chuyển đổi số thì sẽ hy vọng là sẽ mang lại nhiều hơn cái sự hài lòng của người dân đối với cả các cái dịch vụ công, các cái thủ tục hành chính mà của chính phủ cung cấp, đồng thời là sẽ có khả năng tạo ra được các cái dịch vụ mới dựa trên nền của dữ liệu để giúp cho người dân ngày càng được hưởng lợi nhiều hơn từ hoạt động của chính quyền. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn ạ. Vâng, có thể nói để giành được vị trí quán quân không phải là một điều dễ dàng. Bằng chứng là chúng ta đã không ngừng nỗ lực cải thiện thứ hạng của mình trong suốt 10 năm qua. Nhưng để giữ vững thứ hạng thì lại càng khó hơn. Sự đổi mới tư duy, cách thức điều hành và nỗ lực cải cách từ mỗi sở ngành, địa phương, đặc biệt là bắt nhịp kịp thời với xu hướng chuyển đổi số, sẽ đóng vai trò quyết định để Hải Phòng tiếp tục bứt tốc về chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo. Đến đây thì tôi cũng xin được kết thúc phần trình bày của mình. Xin mời anh Ngọc Lai và chị Hồng Nhung tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, qua 13 lần tổ chức, cuộc thi giọng hát hay trên sóng phát thanh truyền hình Hải Phòng, Hải Phòng Sao Mai đã trở thành sân chơi dành cho những tài năng âm nhạc. Giải được tổ chức 2 năm một lần với đầy đủ 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Hải Phòng Sao Mai năm nay đã trở lại trong mùa hè này với vòng sơ tuyển vừa diễn ra tại sân khấu S3 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Bắt đầu khởi động từ tháng 3, Hải Phòng Sao Mai 2022 trở lại với việc nhận hồ sơ đăng ký của các thí sinh toàn quốc. Tiêu chí của mùa giải này vẫn là phát hiện những chất giọng thật sự xuất sắc ở 3 dòng nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Các thí sinh là công dân có quốc tịch Việt Nam trong độ tuổi từ 19 đến 29 tuổi đều có thể tham dự. Cuộc thi Hải Phòng Sao Mai năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng năm nay thì có rất nhiều điểm đặc biệt. Thứ nhất, đây là cuộc thi hướng tới giải Sao Mai chuyên nghiệp toàn quốc sẽ được tổ chức tại Hải Phòng trong tháng 9 năm 2022. Thứ hai là đây là cuộc thi trở lại sau một thời gian tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Có lẽ chính vì cái sự trở lại này mà chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng đón đợi của đông đảo các thí sinh và người yêu nhạc trên khắp cả nước, đa số đến từ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc là các đoàn nghệ thuật. Điều đó cho thấy là sức hút của cuộc thi cũng như là chất lượng của thí sinh tại Hải Phòng Sao Mai qua mỗi năm đều được nâng tầm. Với các thí sinh, họ tham gia cuộc thi với mong muốn được thử sức, được vinh danh ở những hạng mục giải thưởng. Đồng thời, họ có cơ hội để giới thiệu hình ảnh giọng hát đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Cá nhân em thấy được tổ chức rất là quy mô và hoành tráng. Thì lần này em cũng rất là vui và hào hức để được quay trở lại Hải Phòng và tham dự. Kỳ vọng rằng là mình sẽ được vào vòng bán kết để có thể dự thi phần thi của mình tốt hơn nữa. Gần 100 thí sinh tham dự vòng sơ tuyển ngày hôm nay đến từ các vùng miền đã mang đến cho khán phòng một không gian âm nhạc đầy màu sắc. Chất lượng khá là đồng đều. Có những thí sinh có những cái trình độ kỹ thuật và chuyên môn rất là tốt. Cũng có một số bạn cũng hơi đáng tiếc một chút là do cách chọn bài
giọng thì rất là tốt nhưng mà các bạn lại lựa chọn những bài hát lại không phù hợp với cái giọng hát của mình. Cho nên là với cái số lượng đông như vậy thì chúng tôi những thành phần trong ban giám khảo cũng đã lựa chọn cân nhắc rất là kỹ lưỡng để làm sao lựa chọn được những bạn thực sự đầy đủ những cái tố chất, những cái trình độ kỹ thuật cũng như những mọi mặt về chuyên môn. Kết quả vòng sơ tuyển sẽ được cập nhật trên fanpage của cuộc thi Hải Phòng Sao Mai 2022. Các thí sinh bước tiếp vào vòng bán kết sẽ được tổ chức vào 20 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 và vòng chung kết lúc 20 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022 trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và được tiếp sóng trên một số đài phát thanh truyền hình địa phương. Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng và hưởng ứng lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2022, chương trình Festival âm nhạc đường phố đã được tổ chức biểu diễn tại các địa điểm dọc dải trung tâm thành phố vào các ngày cuối tuần trong tháng 5, mang đến những dấu ấn đặc sắc, ấn tượng trong lòng nhân dân, du khách trong và ngoài thành phố. Festival âm nhạc đường phố 2022 lần đầu tiên được tổ chức quy mô, hoành tráng, quy tụ các ban nhạc, vũ đoàn trong và ngoài thành phố. Đây là sự kiện văn hóa nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng. Cảm xúc lần thứ hai đến với Hải Phòng thì thực sự người dân thành phố Hải Phòng rất là yêu nhạc, không khí rất là cuồng nhiệt, cũng rất là đông vui của tất cả các bạn trẻ và cũng như là người dân tại thành phố Hải Phòng. Và cảm xúc hiện tại của tôi và ban nhạc hiện tại bây giờ là cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mà được trình diễn cho người dân thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là được tới đây và được công hiến giao lưu với tất cả người dân tại thành phố Hoa Phượng Đỏ. Xuyên suốt các buổi biểu diễn, khán giả không chỉ được hòa mình vào không gian âm nhạc trẻ trung với các tiết mục sôi động, hấp dẫn, mà người dân và du khách còn được thưởng thức các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống như xem nạn tò he, chiêm ngưỡng những tác phẩm thư pháp, những bức tranh tràn ngập sắc màu và giàu tính nghệ thuật của các họa sĩ đến từ Hội Mỹ thuật thành phố. Tôi thấy có một cái quang cảnh chung là công chúng Hải Phòng rất là yêu thích và đội ngũ các ca sĩ, nhạc công và các họa sĩ rất là hòa nhập với công chúng và cũng đã tạo ra được những cái hơi thở và những cái thông điệp mới cho văn hóa và công chúng của thành phố Hải Phòng. Các lứa tuổi và các thế hệ là cùng hòa nhập ở trên cái không gian đường phố rất là cởi mở và nó có những cái độ sáng của cái tâm hồn người Đất Cảng. Sau 4 tuần biểu diễn, chương trình đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho người dân thành phố, tạo sức thu hút, trở thành một điểm hẹn cuối tuần cho người dân và du khách. Nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 9, vừa qua tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Lê Chân đã diễn ra giải thể hình với sự tham gia của 10 đơn vị quận huyện trên địa bàn thành phố. Tham gia giải có 29 vận động viên thi đấu nội dung đơn nam ở các hạng cân 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg và nội dung vô địch tuyệt đối nam. Đây là dịp để các vận động viên có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu, tạo sân chơi lành mạnh và sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành, toàn thể xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao nói chung và tập luyện môn thể hình nói riêng trong việc nâng cao sức khỏe. Kết thúc giải, ban tổ chức trao huy chương các nội dung giải nhất vô địch tuyệt đối nam thuộc về đơn vị huyện Thủy Nguyên, giải nhì thuộc về quận Hồng Bàng, giải ba thuộc về quận Lê Chân. Trong những ngày này, đến với Hải Phòng, du khách không chỉ được đắm mình trong cảnh đẹp thiên nhiên, thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo, đặc sắc, mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hoa phượng đỏ, loài hoa biểu trưng của thành phố. Trong những phút cuối cùng của chương trình thời sự tối nay, chúng ta hãy cùng ngắm nhìn những bông hoa phượng vĩ đang khoe sắc rực rỡ để cảm nhận vẻ đẹp của loài hoa này. Hải Phòng, thành phố tháng 5, thành phố hoa phượng đỏ. Về với Hải Phòng mùa này, ta càng cảm thấy thành phố càng đẹp hơn, sao động hơn khi những bông hoa phượng bung nở
hòa vào nhịp sống hối hả của người dân thành phố, mang đến cho Hải Phòng một sức sống mới, một Hải Phòng tràn đầy nhiệt huyết giữa mùa hoa phượng. Mỗi khi tháng 5 về, hoa phượng thành phố mình nở rộ khắp nơi, rất là đẹp, rất là rực rỡ và làm cho con người Hải Phòng mình cảm thấy tự hào về thành phố của mình, thấy Hải Phòng càng ngày càng phát triển và càng đẹp hơn trong mắt người dân, và cũng rất tin tưởng trong cái sắc đỏ của hoa phượng, và người dân rất là vui mừng thấy cái sự phát triển đi lên của thành phố Hải Phòng mình. Khi mà có hoa phượng về thì trong lòng tôi cũng nhớ đến những cái thuở còn trẻ, vẫn nhớ lại cái thuở học trò, những cái thuở còn cắp sách đến trường. Rồi thì cũng thường rủ nhau đi ra để sinh hoạt các câu lạc bộ, rồi ôn lại những cái thời trẻ. Chúng tôi rất quý mến và yêu hoa phượng. Đến bất cứ con đường ngõ phố nào của Hải Phòng, chúng ta đều dễ dàng bắt gặp sắc đỏ của hoa phượng, khiến con người ta mê mẩn vẻ đẹp cháy bỏng đó. Và với người dân Hải Phòng, đây cũng chính là niềm tự hào về một vẻ đẹp đặc trưng của thành phố, thêm tự hào về một Hải Phòng tràn đầy sức sống mãnh liệt, một Hải Phòng trung dũng quyết thắng sẽ vươn cao hơn nữa trong thời đại mới. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 tại sân vận động Đạch Tray, thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra cúp bóng đá tứ hùng Hải Phòng lần thứ nhất do Sâm Ngọc Linh Con Tum K5 tài trợ. Tham dự giải đấu có 4 đội là Hà Nội T&T, đội vô địch V-League 2019, Viettel vô địch V-League 2020, Hoàng Anh Gia Lai xếp thứ nhất V-League 2021 và Hải Phòng, đội tạm thời xếp đầu bảng V-League 2022. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất 1,5 tỷ đồng, giải nhì 500 triệu đồng, hai đội đồng giải ba mỗi đội 200 triệu đồng và đội nhận giải phong cách 100 triệu đồng. Lịch thi đấu: ngày 4 tháng 6, 16 giờ Hà Nội gặp Viettel, 18 giờ 30 khai mạc giải, 19 giờ Hải Phòng Hoàng Anh Gia Lai. Ngày 7 tháng 6, 16 giờ Hoàng Anh Gia Lai Hà Nội, 19 giờ Hải Phòng Viettel. Ngày 10 tháng 6, 16 giờ Viettel Hoàng Anh Gia Lai, 19 giờ Hải Phòng Hà Nội. 21 giờ trao giải và bế mạc. Để phục vụ người hâm mộ, toàn bộ các trận đấu đều được mở cửa, khán giả vào sân miễn phí. Tiếp lửa cho các cầu thủ Hải Phòng thi đấu hết mình, đề nghị khán giả vào sân mặc áo đỏ và cổ vũ văn minh, lịch sự. Như thường lệ, những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay ngày mai: khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông đề phòng sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C. Phía bắc thành phố nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông đề phòng sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ C. Phía nam thành phố nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông đề phòng sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam đông nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ C. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đông nam cấp 3 cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km.